Thi đấu 5 trận và chỉ ghi được một bàn thắng trong vòng 1 tháng qua. Ít ai có thể ngờ được đây là kết quả của một trong những ông lớn của bóng đá Anh thời điểm hiện tại, câu lạc bộ Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge đang vật lộn ở giữa bảng xếp hạng Premier League với một chuỗi kết quả đáng thất vọng. Các True Blue có lẽ chưa bao giờ cảm thấy thất vọng vì đội bóng còn cứng đến thế. Để giờ đây, khi đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter ra sân thi đấu, chưa cần biết thắng hay thua, người hâm mộ của đội bóng này thậm chí chỉ mong Chelsea có thể ghi bàn vào lưới đối phương mà thôi. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra với Chelsea khi mà câu lạc bộ này ở mùa giải năm ngoái vẫn còn nằm trong top 3 của ngoại hạng? Đầu tiên, chắc chắn không thể không nhắc tới vụ chuyển giao thế kỷ của The Blue khi ông chủ đáng kính của họ, người đặt nền móng cho một Chelsea mạnh mẽ như bây giờ, Roman Abramovich, phải chia tay đội bóng và Todd Boehly là người lên nắm quyền sau khi tỷ phú người Mỹ mua lại Chelsea với giá 5 tỷ đô. Sự ra đi của ông chủ người Nga cũng kéo theo một loạt những cái tên cộm cán trong ba lãnh đạo chia tay đội bóng thành London. Có thể kể đến như chủ tịch Brooksburg, giám đốc điều hành Marina Granovskaya và giám đốc kỹ thuật Petrocek. Dưới thời tỷ phú Roman Abramovich là chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea, bộ ba Brooksburg, Marina Granovskaya và Petrocek đã làm việc rất ăn ý. Cả ba góp phần giúp The Blue có nhiều thành công trên mọi phương diện, từ thành tích, mua bán cầu thủ có lời và trên hết, luôn giúp câu lạc bộ hoạt động có lợi nhuận sau mỗi mùa bóng thay vì thua lỗ như nhiều năm trước. Chính vì vậy, sau khi cả ba ra đi, câu lạc bộ Chelsea đã có những phản ứng rất mạnh với những vị chủ tịch mới mà đại diện là tỷ phú người Mỹ Todd Boehly. Giới cổ động viên của Chelsea lo ngại những vị chủ tịch mới từ Mỹ đang phá hủy toàn bộ cấu trúc của đội bóng hiện rất thành công bằng việc sa thải đi toàn bộ những người am hiểu cách vận hành của câu lạc bộ nhất, cả trong và ngoài sân cỏ. Để rồi sau đó không chỉ có ban lãnh đạo, ban huấn luyện cũ của Chelsea cũng bị ông chủ mới thanh lý hợp đồng, mà điển hình nhất chính là sự ra đi của Thomas Tuchel. Huấn luyện viên người Đức sau những bất đồng trong cách làm việc đã không thể trụ lại tại Stamford Bridge lâu hơn, để rồi ông phải rời Chelsea trong sự bất ngờ và tiếc nuối của các True Blue. Dẫu vậy, việc thay đổi bộ máy lãnh đạo có lẽ không phải là nguyên nhân chính cho sự xuống dốc không phanh của Chelsea mùa này. Tất nhiên là nó có ảnh hưởng, nhưng không nhiều. Thực tế thì ông chủ mới của câu lạc bộ phía Tây London sau khi thực hiện những thay đổi của mình đã bỏ rất nhiều tiền để The Blue nâng cấp đội hình, kể cả sau khi Tuchel rời đi và Graham Potter ngồi vào chiếc ghế nóng. Giới chủ của câu lạc bộ này không ngần ngại chi tới 300 triệu euro cho những bản hợp đồng ngay trong phiên chợ đông nhằm giúp huấn luyện viên này có được những con bài mà mình muốn ở trong tay. Nếu tính rộng ra cả thị trường chuyển nhượng mùa hè, đội bóng này đã tiêu tới 600 triệu euro trong một mùa giải chỉ để nâng cấp đội hình. Rõ ràng giới chủ của Chelsea đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Khi mà Abramovich rời đi, nhiều người đã lo ngại việc những ông chủ Mỹ sẽ không hào phóng chi tiền như cái cách mà tỷ phú người Nga đã làm trước đây. Nhưng với những gì đang làm ở thời điểm hiện tại, khó có một lời nào để chê trách Todd Boehly sau khi ông liên tục chi đậm cho The Blue. Nhưng kể cả khi bỏ một núi tiền để mang đến những bản hợp đồng bom tấn nhằm nâng cao chất lượng đội hình của Chelsea cũng như giúp Graham Potter có những quân bài mà mình mong muốn, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn tiếp tục trình diễn bộ mặt tệ hại và gần như chẳng cho thấy sự thay đổi sau khi họ đã tiêu quá nhiều tiền. Vậy điều gì khiến Chelsea gần như chẳng khác đi là bao sau một phiên chợ đông nhộn nhịp của họ? Chính huấn luyện viên Graham Potter đã từng nói thế này sau khi Chelsea mua sắm ồ ạt các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Tài nguyên là một chuyện, nhưng bạn cần phải sắp xếp, đưa ra quyết định đúng đắn, tạo ra môi trường phù hợp. Thật thú vị, nhưng cũng là thách thức cho tôi và đội ngũ ban huấn luyện. Chelsea có rất nhiều cầu thủ giỏi, tạo sự cạnh tranh lành mạnh là cần thiết, nhưng đi kèm đó sẽ là những thất vọng. Sẽ có một số câu hỏi và những cuộc trò chuyện khó xử, vì sẽ chỉ có 11 người trong đội hình xuất phát và bạn chỉ có thể sử dụng số cầu thủ nhất định cho mỗi trận đấu. Potter chắc chắn rất vui về sự hào phóng của các ông chủ, nhưng cũng thừa nhận sức ép và khó khăn làm sao để có sự kết hợp phù hợp giữa họ và đội hình hiện tại, hòng tạo ra công thức chiến thắng. Đây thực sự là một thách thức lớn với vị thuyền trưởng người Anh, khi ông đang cho thấy sự lúng túng nhất định mỗi khi đưa ra quyết định về đội hình xuất phát trước mỗi trận đấu. Graham Potter vẫn cho thấy những dấu ấn chiến thuật và một đội hình cố định để Chelsea vận hành một cách trơn tru. Trước mỗi một đối thủ khác nhau, Potter chọn cách thử nghiệm những phương án khác nhau. Và điều đó rõ ràng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn bởi các cầu thủ đang chơi vô cùng lạc nhịp và thiếu đi tính gắn kết. Ngoài ra, vấn đề chấn thương ở giai đoạn đầu của mùa giải cũng khiến câu lạc bộ này thi đấu rất vất vả. Tuchel rồi đến Potter đã rất cố gắng để liệu cơm gắp mắm nhằm giúp Chelsea đạt được những kết quả khả quan nhất. Nhưng với tình hình nhân sự không đủ tốt, The Blue cũng chẳng thể làm gì hơn. Một lý do khác nữa mà mới đây sau trận thua trước Tottenham đã được huấn luyện viên Graham Potter tiết lộ, đó là các cầu thủ Chelsea đã trải qua
một giai đoạn tiền mùa giải tệ hại. Qua đó ám chỉ người tiền nhiệm Thomas Tuchel đã không làm tốt công việc của mình. Ông chia sẻ, tôi nói nhiều lần rằng đây là công việc khó khăn nhất và có rất nhiều yếu tố dẫn đến điều đó. Nhiều cầu thủ kinh nghiệm nói với tôi rằng họ đã trải qua giai đoạn tiền mùa giải tồi tệ nhất vì những lý do khác nhau. Về mặt tổ chức, chuyến du đấu không hiệu quả như họ mong muốn. Tôi không có mặt lúc đó nên không thể nói gì hơn. Chuyến du đấu trên đất Mỹ hồi hè năm ngoái chứng kiến một Chelsea mờ nhạt đến khó tin. Họ chỉ thắng một trong ba trận đã đấu mà nổi bật nhất là thảm bại 0-4 cho Arsenal, câu lạc bộ đang dẫn đầu Premier League ở thời điểm hiện tại. Khi đó, Tuchel chỉ trích đội bóng thua kém đối thủ cả với quyết tâm, thể chất và tinh thần, đồng thời thừa nhận không thể nói về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2022-2023. Huấn luyện viên người Đức cho biết các học trò không thể thích nghi với thời tiết nóng, độ ẩm liên tục phải di chuyển và thi đấu với các múi giờ khác nhau. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Graham Potter không có lỗi gì với phong độ của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Mặc dù đã từng khẳng định bản thân không phải là vấn đề, nhưng vị chiến lược gia người Anh cần phải cải thiện rất nhiều nếu vẫn muốn tiếp tục ngồi trên chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge. Đúng là Potter đã gây nhiều ấn tượng khi ông còn dẫn dắt Brighton. Nhưng với một đội bóng lớn như Chelsea, huấn luyện viên người Anh cần phải làm những điều ấn tượng hơn. Ông phải cho thấy bản thân mang tâm thế của một nhà vô địch, luôn hướng tới một chiến thắng chứ không đơn giản chỉ là hướng tới một kết quả không thua như khi ông còn làm việc tại những đội bóng tầm trung. Việc Potter chưa thể ngay lập tức tỏ ra quen thuộc với một vị thế mới trong thời gian ngắn là điều hoàn toàn bình thường. Ông cần thêm thời gian, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Và nếu tiếp tục không cho thấy khả năng thích nghi với việc dẫn dắt một câu lạc bộ tầm cỡ châu lục, thì ngày mà Potter bật bãi không còn xa. Ngoài ra, khả năng đưa ra quyết định để giúp đội bóng cải thiện thế trận và giành chiến thắng vẫn là một dấu hỏi lớn với vị huấn luyện viên này. Potter đang thực sự gặp khó khăn trong việc truyền tải ý tưởng của mình vào trận đấu. Khác với nhiều huấn luyện viên của những đội bóng top đầu giải Ngoại hạng Anh, Graham Potter thường không cho thấy sự sốt sắng và quyết liệt của bản thân bên ngoài đường biên, dù đội bóng đang phải chịu kết quả bất lợi đến đâu. Ông tỏ ra là một người khá trầm mặc và im lặng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Có vẻ như Potter đang không thể hiện được sự cá tính của ông trong cách vận hành đội bóng. Và với một câu lạc bộ lớn như Chelsea, việc thiếu cá tính sẽ không thể khiến họ cạnh tranh nổi với những đội bóng khác giàu sức sống và khát khao chiến thắng hơn. Dù đang phải nhận những kết quả tệ hại, nhưng may mắn cho chiến lược gia người Anh là ông vẫn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ giới chủ của Chelsea. Theo The Athletic, họ vẫn đặt niềm tin cho Graham Potter và không ý định sa thải ông ở thời điểm này. Và Graham Potter vẫn còn cơ hội để xoay chuyển và cải thiện tình thế. Đây có thể coi là quyết định mang đến sự bất bình cho các True Blue khi nhiều người trong số họ bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với thuyền trưởng của Chelsea. Thực tế họ đã chấp nhận chờ đợi và không nhìn vào kết quả. Nhưng với những gì mà đội bóng này đang thể hiện trên sân, không có một định hình rõ ràng nào về cách chơi và tương lai của The Blue, họ sẽ tiếp tục chấp nhận chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi ấy phải được đáp lại bằng màn trình diễn sáng sủa hơn trên sân cỏ. Ở vòng đấu tới trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea chỉ tiếp đón một đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng là Leeds United. Đây là cơ hội để Graham Potter nói riêng và Chelsea nói chung cho thấy những hành động thiết thực hơn là những lời hứa trong phòng họp báo. Cùng chờ xem liệu The Blue có thể vượt qua quãng thời gian đầy tăm tối này và trở lại một cách mạnh mẽ, hay sẽ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với những vấn đề không tìm được lời giải đáp.